Nissan Note R thế hệ thứ 3 ra mắt từ tháng 11 năm 2020, với nền tảng khung gầm hoàn toàn mới, sử dụng động cơ e-Power thế hệ 2 hoàn toàn mới. Mẫu xe này sẽ là đối thủ xứng tầm với Toyota Yaris nếu được bán ra tại ASEAN. Điểm thu hút nhất trên mẫu xe Nissan Note R e-Power hatchback mới này đến từ khối động cơ e-Power thế hệ 2, cũng được trang bị trên mẫu Nissan Kicks e-Power đang bán tại Việt Nam. Khối động cơ này bao gồm động cơ xăng 3 xi lanh làm nhiệm vụ máy phát cho bộ pin. Động cơ có dung tích 1.2 lít cho công suất 82 mã lực và mô men xoắn 103 Nm. Trong khi cung cấp năng lượng để dẫn động đến từ động cơ điện M47 High Power cho công suất tối đa 116 mã lực và mô men xoắn cực đại 280 Nm. Đi kèm với hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu với hai động cơ chia đều cho hai trục dẫn động. Nissan Note R e-Power có kích thước tổng thể lần lượt là dài 4.045 mm, rộng 1.695 mm, cao 1.505 mm, chiều dài cơ sở 2.580 mm và khoảng sáng gầm 120 mm. So với phiên bản tiêu chuẩn, kích thước này ngắn hơn 60 mm, thấp hơn 30 mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 20 mm. Mặc dù có kích thước khá nhỏ gọn, nhưng Nissan Note R e-Power sở hữu nhiều đặc điểm của một chiếc xe thuộc phân khúc B, với thiết kế phù hợp đô thị, không gian cabin rộng rãi, đồng thời có giá bán rất phải chăng. Về thiết kế, Note R mới có đèn pha mỏng hơn, lấy cảm hứng từ chiếc SUV chạy điện AI ra. Cụm đèn này vẫn là dạng 4 bóng LED và được nối liền với nhau, thông qua một thanh ngang màu đen dày bản trên lưới tản nhiệt. Cách thiết kế này tạo sự liền mạch hơn so với người anh em Note. Phía dưới, các khe thông gió được đặt trên cản trước, đèn sương mù được bao bọc bởi đường viền mạ chrome. Nhìn từ bên hông Note R, không có nhiều khác biệt khi so sánh với Note ngoại trừ cặp mâm 17 inch. Ở đuôi xe, cản sau mở rộng hơn, đèn hậu LED được liên kết với nhau bằng một dải đèn. Tân binh này có tới 14 màu sơn ngoại thất, trong đó có 5 tùy chọn thân xe 2 tông màu. Trong khi đó, khoang nội thất mang phong cách thiết kế mới lạ và hiện đại so với các mẫu xe khác của Nissan. Ghế ngồi được bọc chất liệu vải, màn hình giải trí tách rời với bản điều khiển trung tâm, vô lăng 3 chấu thiết kế kiểu mới. Nissan Note R 2022 phiên bản cơ sở G có giá khoảng 543 triệu, Note R G4 có giá tương đương 598 triệu. Tại Nhật Bản, mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Honda Jazz cũng như Toyota Yaris. Tại khu vực ASEAN, mẫu xe này từng được Nissan Thái Lan lên kế hoạch sản xuất và phân phối đến thị trường, tuy nhiên việc tung ra Nissan Kicks e-Power khiến kế hoạch trên chưa thể triển khai. Doanh số Nissan Kicks e-Power đang đáp ứng được kỳ vọng, đồng thời tầm giá của mẫu xe này được thị trường Thái Lan đón nhận khá tốt. Chính vì vậy việc đưa Nissan Note R e-Power ra thị trường có thể là bước đi chưa hợp lý ở thời điểm hiện tại.